Buổi tối thì gia đình Khương Quốc Anh xem mấy bà tập thể dục ở quảng trường bãi sau của Vũng Tàu, bản ngắn, short 38.40x21.60p full livestream. Anh đang ở bãi biển Vũng Tàu nè nha, chuẩn bị chờ đón giao thừa nha các bạn. Chào các bạn nha, năm nay cho Quốc Anh đi chơi cho Quốc Anh khôi khỏa nè. Rồi, hai mẹ con Quốc Anh đây. Se llama el corazón y tú se conecta contra ti y es tu mundo. Quảng trường bãi sau nha. Gió mát lạnh luôn, Quốc Anh phải mặc áo khoác thế này nè. Mẹ cứ sợ nóng nên không có mang áo khoác cho Quốc Anh, cuối cùng là phải lấy áo của mẹ mặc đây. Được chưa? Chúc con có một nghỉ Tết vui nha. Yeah. Subscribe kênh YouTube Khương Quốc Anh Studio.